Mời các bạn xem tôi sang thăm một cái vườn xưa của chị chủ nhà, cũng là chị ở vùng tỉnh Bắc Giang, ngay cái vùng rừng đồi núi. Chị đã trồng rất nhiều xưa. Đây bây giờ các bạn nhìn theo tay tôi chỉ, cả một cánh rừng xưa có đến hàng mấy trăm cây. Diện tích như, tổng diện tích như bao phủ cả cái rừng này là bao nhiêu thì hả chị? Hơn 1 ha. Bây giờ đang tiếp tục lại dòng tiếp. Đây. Chị chỉ lên đây là vừa ấy đào bạch đàn nên lại tiếp tục trồng xưa. Không biết là sau này thế nào nhưng thôi cứ dòng. Chủ yếu là nó làm cái, người ta bảo sau này người ta sẽ xả về cái môi trường này này. Đúng rồi. Đấy. Cái này nó có nhiều chất gì oxy thế nào? Tạo oxy. Ở dưới cái cây xưa nhưng vẫn trồng được các cây khác. Ngẩng lên đỉnh đầu ra đây là đang là tán xưa, rất là mát. Mát lắm mà nó dễ chịu. Đây là tinh là xưa nhá. Đây là xưa đỏ. Xưa đỏ thì tôi đã nói chuyện với các bạn nhiều rồi. Xưa đỏ thì trông cái lá xưa nó đã biết là xưa đỏ. Đấy. Đây là những cây xưa con, vẫn là những cây xưa bố mẹ này nó rụng hạt xuống đây. Đây là bên cạnh này có một cây xưa to. Cây này, chị ơi, cây này trồng được bao nhiêu năm rồi? Có hơn 20 năm trở ra rồi. Hơn 20 năm rồi. Thế thì trước chị trồng là nó không chăm bón cho nên là cây nó cũng chưa được to lắm nhỉ. Đây. Mình chị... trồng mình cứ thả dài đấy, đầu tư. Nếu mà bây giờ mà ý định đắt thế này thì đầu tư thì chắc lớn nhanh. Tại vì cách đây nó tầm 20 năm về trước thì trồng là cứ bỏ đấy. Bỏ, mua giống về xong là cứ thả đấy thôi, không bón được cái gì. Thế bây giờ chị thấy vừa rồi có kinh tế chị mới phát triển sang cái rừng bên này phải không? Bên này đúng rồi. Đấy. Thì còn nếu như trước cái rừng này cũng chỉ là cái rừng bạch đàn. Bạch đàn. Vâng. Vải nhãn. Thế thôi, vườn nhãn vải không hiệu quả cao thì tôi lại chuyển giống xưa. À chị ơi, thế thì đã có ai hỏi thăm mua những cây xưa to của nhà chị chưa? Cũng rất là nhiều người hỏi đây rồi. Đây là cái này, cây có mấy cây xưa to này. Nhiều người hỏi lắm rồi nhưng mà gia đình chưa quyết đoán. Chưa quyết đoán thì họ cũng vào đông khách gặp hết ý. Rồi để đến 3-4 thợ đánh ô tô vào đây đấy. Toàn thợ của Vĩnh Phúc đấy. Cây này rất đẹp này, cây này thẳng. Cái này nó chắc này. Chắc nhưng mà là nó, tức là mình không chăm bón. Không chăm bón nó cằn nhưng mà nó chắc là nó ếch sẽ to. Bây giờ hàng năm chị vẫn phải bón lân và NPK và bón kali. Kali. Vừa kali vừa NPK. Kali nó cho nó để cho nó vừa to thân vừa to lõi. Kali nó... khả năng là nó vào lõi nhiều hơn chưa? Đúng rồi, đấy bón kali để cho lên lõi. Đấy là vì... thì mình trước đây mình cứ thả đấy cho nó gọi là cứ thả thôi, chứ không nghĩ chăm bón gì. Bây giờ thấy nó hiệu quả cao thì mới lại bón. Đúng rồi. Phải đầu tư, đúng không? Nếu mà đầu tư thì giờ lõi to lắm rồi. Đúng rồi. Thế chị, anh em thợ người ta vào người ta đã giả tiền bao nhiêu tiền một cây như này chưa? Hôm đấy họ cũng cứ ước chừng độ tầm 6-70 triệu. À. 70 triệu. 6-70 triệu một cây. Thì tính chỗ này cũng nó ước độ khoảng độ hơn 600 triệu đấy. Cả một gia đình vẫn chưa muốn bán gì mà đây. Muốn để cho nó lớn thêm. Đúng rồi. Như theo em ấy thì hiện nay cái giá nó cũng vẫn trầm giá nó cũng chưa phải là chưa được đắt. Thế thì mà để được một cái xưa của nhà chị này cũng chưa phải là cây to lắm. Thế cho nên là cũng còn đang phát triển. Ta cứ để có điều kiện đấy. Thế mà tất nhiên là vườn rộng này thì cũng có nhà ấy. Thì người ta cây mẹ nó đi thì cây gì nó lớn đấy, ví dụ đấy thì thỉnh thoảng người ta bán một cây đấy, thì thỉnh thoảng lại bán một cây xong rồi lại tiếp tục trồng đấy. Đấy, những cây kia của mình vẫn cứ đang phát triển mà dưới bóng trưa này các cây khác nó rất là lên được mát thế nào. Chị bên viện thì có mấy cây dưa bưởi nó có ảnh hưởng gì đâu, rất mát nóng trưa để mát nào. Thì cứ trồng đây ra xem cây dưa đằng này nó làm sao mà đổ khổ này cả. Đấy, tự dưng là nó cả. Đấy chính là do cái nỗi kỹ thuật là ngày xưa đấy. Đây là do ngày xưa. Thả đấy xong nó không, mình không cắm xào để cho nó thẳng từ lúc bé, chú nhận không? Đúng rồi. Đáng cắm xào thì nó sẽ thẳng như cây này này. Đấy. Đây cây này cũng là do cái
do cái lỗi của ngày xưa, chứ còn nếu mà ngày nay là ta dựng nó lên được. Dựng lên mà cái chỗ này mà gần khu vịt này là đất tốt lắm đây. Đất cây này nè, lỗi to lắm. Quá tuyệt đấy nhỉ. Mình để nó ngã, nó đổ trong mình. Nhưng mà nó lớn thì nó cũng không ảnh hưởng đâu, nó vẫn ra nõi mà. Vẫn nõi chứ nhung. Nõi. Nhân sinh. 20 năm rồi đấy. 20, hơn 20 năm rồi chưa. Nhưng mà nó bị đổ cho nên nó mới bị xuất rồi. Đấy, đúng rồi. Nó đổ xong nó gãy ngọn. Cái ngọn xong nó trồi ra cây khác. Đây là nó trồi lên đây. Đấy thì cây dưa rất đẹp nhưng mà chẳng cái thời thì cách đây nó cũng nhiều năm rồi. Nó đổ chắc là năm. Mình không nó, để nó ý. Cái rễ này nó ngay lông. Không dựng nó lên. Đúng rồi. Thế nào đâm ra bây giờ nó cứ lằm cái này. Đúng rồi. Nhưng mà cái đoạn này nó hay bị mục bên trong. Đấy, bây giờ đấy, gỗ xưa này tôi nói rồi, nó không liền được, nó chỉ mục vào thôi. Nên là đoạn trên mục bây giờ nó sẽ ảnh hưởng xuống đến độ mấy chục phân đến đây. Đấy. Còn từ đây xuống là rất đẹp. Ở đây là cụ bà đã bán một cây từ cách đây độ khoảng 20 năm, à độ khoảng 10 năm, là 8 triệu. Đấy. Đây này, cạnh đây này. Đấy, cái lúc bây giờ đấy, 8 triệu là cũng to đấy. Ừ, to đấy. Rồi lúc đấy là quý lắm. Cũng bán được 2 cây được 16 triệu. 8 triệu lúc em mua được cái xe máy đấy. Đây chỉ 10 năm. Mình bảo là cái cây đấy tự dưng nó cằn cằn nào, nó nõi nó đỏ, người ta vào người ta bỏ cái tiền mua. Vâng, mua đây là cụ bán, cụ được cầm tiền 2 cây đấy. 2 cây là 16 triệu. Ừ. Đấy. Thế thì có phải là trồng xưa mà mình cứ thỉnh thoảng mình bán cây cũng có tiền tiêu. Có tiền mà cũng hiệu quả cao đấy. Vâng. Thế còn như cây này ấy, tiến tới mấy bữa nữa ấy, nếu mà bán đi chưa? Chị có thể là bán cây này đi được rồi. Đúng rồi. Tại vì đây này, có cây này càng đúng ngày nó càng mục xuống, bây giờ nó phải đến đây rồi. Đúng rồi. Bây giờ đấy, nó phải xuống độ 2-30 phân này. Hôm nọ bọn nó cũng thích mua cây này lắm này. Cây này nói to đấy. Sợ của thân ấy đấy. Sợ của thằng Vĩnh Phúc phải anh chú? Phải. Chú thì... vào đây quen với chú vợ là trước là mua của bà 2 cây rồi. Đấy thì... Đây này, hôm nọ lần trước là bán ở đây 1 cây. 8 triệu cách đây chỉ mười mấy năm rồi đấy. Nhưng đấy chắc nó chỉ được tầm hơn chục năm. Thế mà người ta vào người ta mua rồi nhá. Thế bây giờ vừa rồi lại phá đây để tới đây. Phá đây lại tiếp tục để dòng bãi xưa lốt. Đúng rồi. Tại vì nó bạch đàn nó không hiệu quả. Đắng đất lắm. Mà nó hỏng đất. Hỏng đất lắm. Dưới gầm xưa này cây cỏ nó vẫn mọc không tùm. Dưới gầm bạch đàn là chết hết cây. Mà nó sát đất lắm. Lúc mà là nắng nhất thì ngồi dưới gốc xưa nó mát lắm. Vâng. Mà nó dễ chịu lắm. Tôi thấy cũng dễ chịu thật. Nhà tôi cứ nhãn như chứ còn tôi đang tính mở rộng mẹ một hàng. Nhà tôi phân bò này nhiều, tôi bón chắc nhanh. Vâng. Thế phân bò phải bón đúng không? Nó mốc à? Nó nấm. Cái phân bò mục quệ là rất tốt. Anh ủ mới nên. Đúng rồi, rất tốt. Nó hả thật lực ra. Nhưng mà chứ đừng không dùng phân tươi nhiều mà phân nợ nên nó mới ảnh hưởng nhiều. Như phân nợ là rất thôi nó đến mốc nấm. Chị có mấy chục cây trên đồi, chị cứ đổ mẹ ra gốc đấy. Đây, vừa rồi bên kia chị làm là cứ để mỗi một gốc một bao phân gà. Nó nhanh lắm. Nhưng mà chưa đúng kỹ thuật. Tức là một cái bao là giờ phải lấy cái sáo beng sọc một phát ở giữa. Bỏ ra. Không, chỉ chọc một lỗ ở giữa. Chọc thủng xuyên xuống tận đất. Chứ như cái bao của nó là cái bao nó không ngấm nước. Thế mà chị để thế là nó hiện nay là chưa gửi ra. Chưa ăn được thế nào. Đúng rồi. Chọc ra thế thì nó sẽ hả dần ra đúng không? Đúng rồi. Giờ cứ đi cầm sáo beng sọc mỗi bao một cái thọc. Đấy. Chứ còn để vào gốc như thế là đúng rồi. Chứ không cần nhất thiết phải đổ ra. Cứ để bao như chậu nó khô. Ừ, chọc thủng ra. Xong nó mục dần. Ừ. Đấy, hôm nào lấy bảo anh lấy sáo beng đi chọc thủng đi nhá. Đấy. Thế còn những cây xưa này thì những cây mình đẹp ấy, em khuyên thì cây đẹp thì để. Những cây này nó có vết tật rồi, nó bị thối đây rồi. Thì cũng lên thanh lý sớm thì để cho cây khác nó lên. Đúng rồi. Đấy, những cây con này lại nên chứ còn mình giữ là giữ những cây như này này chị này, nó thẳng và nó đấy, cây đấy chắc là lẩy chứ cũng không phải rồng. Cây nhỏ này mình nó không bị làm sao này, nó lành nặng này thì mình phải giữ để nó to. Những cây nó đã sâu kia rồi thì không giữ được. Đúng rồi. Cây này nó to rồi thì đúng là phải bán đi thật nhiều. Bán đi để cho cây kia nó lên. Cái mầm này vừa rồi bọn chị chặt đi rồi mà nó lại lên. Vâng, đúng rồi. Thì cái rễ này nó muối nó trồi.
Trước nó mọc mấy cây thân đấy, đây này. Nhưng mà nó mọc như này nó không lớn được quá nhỉ? Nó mọc thành búi này không lớn được, nó chỉ như cây chè ấy. Nó không lớn được, tại vì nó búi. Bỏ. Hôm nay con trai nghỉ học à? Nghỉ làm. Thế tôi hôm nay sang thăm vườn xưa của chị cũng trao đổi một số cái chương trình như này, một số cái ý kiến như thế. Vâng. Người trồng xưa thì người đến đến bên quay này là rất cảm ơn đúng không? Vâng. Thế cũng em cũng thay mặt anh em là chúc chị và gia đình sẽ làm những cái vườn xưa thành công và ngày càng có thu nhập cao. Phát triển về xưa. Phát triển về cây xưa hiện nay là trên thị trường ấy, nhà nước mình ấy cũng là cây xưa là cây gỗ quý đấy. Chị cứ yên tâm, không sợ gì gọi là nay mai thì sợ không bán được. Không sợ là mất giá hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Đã là nhóm cây gỗ quý thì không làm việc nọ thì việc kia. Đó là nhà nước đang khuyến cáo trồng. Cây này người ta bảo nó còn làm cả những cái gì? Chàng đeo cổ để chữa bệnh hả anh chú? Đúng rồi, làm được cả thuốc. Đấy. Bên Trung Quốc cũng cả làm thuốc. Làm thuốc vì đằng những nhà giàu nó dám à nó làm trong các cái đồ vật ở trong gia đình. Đồ phong thủy. Để nó đồ thờ, đồ phong thủy rất tốt. Chất ấy nó tốt cho, giúp cho sức khỏe. Cho nên thị trường của Việt Nam bây giờ chủ yếu tiêu thụ ở bên Trung Quốc. Chủ yếu Trung Quốc trong nước này đã có mấy đại gia dùng đâu. Hai nữa là sau này gỗ này được mua cân, chưa gỗ nào được mua cân nữa. Vâng. Nó phải giá trị thì người ta mới mua cân. Đúng rồi. Phải hiểu nó. Chứ còn toàn mua khối nhiều. Toàn mua khối thôi. Thế thôi nhá, chưa cuối cùng chúc chị mạnh khỏe và gia đình mạnh khỏe để có vườn xưa đẹp nhá. Vâng, bắt tay chị cả. Ôi giời, não ngừng quá. Đây mi làm ở trên đồi về. Thế đi. Vâng. Vào uống nước hai bà con. Được. Xem ép vải thiều đây, vải thiều lục ngạn đây. Không. Vải thiều lục ngạn ăn không xuể, ép lấy nước uống đây, một chai nước đây. Một chai này bán 50.000. Một chai này. Một chai này là khoảng 2 lít. 100.000. À đâu, 2 cân, 3 cân vải. Đấy, đang ép. Đây, nong vải đây. Đây là nong vải, đã cậy hạt ra rồi. Hạt đây. Tách hạt ra rồi nhá. Máy này phải tách hạt ra thì mới ép được. Nước chảy. Mà nó nhiều nước lắm. Cho nhiều mà. Cho nhiều vào. Cho nhiều xong ép cả đấy. Cả tí rồi nào, dồn đi. Thank you.
đường ngược que lại cho nó. Ngược lại. Dồn đi. Ngược lên anh thì cái nào ngược lên cho nó quay ngược lên. Đây, kia rồi.